Hello, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn hôm nay với trên channel của Cường Nguyễn chia sẻ về cuộc sống Mỹ. Thì phía sau mình đó là một cái tiệm đó, các bạn thấy cái tiệm gì đây? Các bạn ở Mỹ thì không xa lạ gì với cái tiệm này, đó là tiệm Pai Pai. Tiệm này nó chuyên nó bán về cái fried chicken mà Việt Nam là gọi là gà rán đó. Tại sao mình giới thiệu về cái tiệm này các bạn? Là bởi vì cách nay vài năm, cái tiệm này nó có ra một, nó chào hàng với một cái món ăn mới, đó là chicken sandwich. Nhưng mà cái món ăn đó nó rất là đắt. Thì một, nó quảng cáo trên mạng là mua lúc nào cũng có và không cần phải chờ. Cũng vì vậy đó mà khi có những cái khách hàng tới mua đó, họ cung ứng không kịp, cho nên có một nó hết hàng, hết thức ăn đó, cho nên có một số người ta đã xông vào tiệm, ta cầm súng xông vào tiệm hành hung, dọa những cái nhân viên bán hàng trong đó. Rồi cũng có một những người ta kiện ra tòa về cái nhà hàng này, là tại sao nói như vậy mà không có thực hành được như vậy, như đúng lời hứa là quảng cáo là có hàng và bán lúc nào cũng có và không cần phải chờ. Cho nên vì vậy đó mà sau cái kiện cáo đó thì cái nhà hàng này, cái mặt hàng đó nó lại tạm ngừng một thời gian, hôm nay nó lại bắt đầu trở lại chơi với cái món chicken sandwich. Thì hôm nay để mình mua rồi mình review trải nghiệm cho các bạn nha. Mời các bạn. Thì Pai Pai như thế này đi. Mà hôm nay thì khách hàng thì rất like chờ đợi rất là đông. Đây là ở phía trong. Còn ở phía ngoài thì có những chiếc xe mà cũng đậu rất like ở trong. Rất là đông. Đây là họ get like, họ chờ order đó các bạn. Rất là đông. Thì mình cũng get like, mình chờ ở đây để mình mua thử cái sandwich này, cái chè sandwich này ăn coi như thế nào nha. Đây, sau khi 30 phút mình xếp hàng chờ đợi và mình mua được một cái phần sandwich đây. Cái phần sandwich này là cái phần sandwich mà đã làm mưa, làm gió, làm bão nhiều năm về trước. Hôm nay nó tái xuất hiện lại đây các bạn ơi. Không biết nó ngon cỡ nào, nhưng mà để về mình thử cái. Thì các bạn, nó đi kèm một ly nước, một cái french fry. Đây là một cái sandwich, đó là một cái phần combo. Nó gồm có gì? Này, biết ăn sống đời hay sao mà sao thấy. Tôi thấy nó đắt và nó quá gì, mình thử coi, không biết nó gà sao đây. Chỉ là hai miếng bánh mì. Chiếc kèn nằm trong đó, vậy thôi. Vậy mà mình một cái món ăn làm mưa làm gió đây. Còn nó có dưa leo chua, mayonnaise và miếng fried chicken, hai miếng sandwich cộng với french fries.